Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 5 năm 2015 là ngày của mẹ. Theo truyền thống của phương Tây thì ngày của mẹ được quy định là vào ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5. Xuất hiện sớm nhất ở tại thời kỳ Hy Lạp và La Mã, ngày lễ của mẹ ngày nay đã lan tỏa đến hơn hàng trăm quốc gia trên thế giới. Và ở Việt Nam thì ngày này cũng đang ngày càng được nhiều người biết đến. Lẽ thường đạo lý thì có lẽ ngày nào cũng là ngày của mẹ, và vì mẹ là tất cả sự biết ơn, trách nhiệm đối với mẹ là bổn phận của con cái. Tuy nhiên, trong khi mỗi người phụ nữ có thiên chức làm mẹ sẵn sàng từ bỏ, hy sinh tất cả vì con cái, thì không ai trong chúng ta hiểu rõ hay là định hình rõ giá trị của thiên chức cũng như là sự hy sinh đó phải như thế nào là trọn vẹn và tích cực nhất. Và điều cần trao đổi thêm nữa là trong xã hội văn minh hiện đại thì dường như không phải sự hy sinh nào của mẹ cũng được con cái tiếp nhận, và dẫn tới chuyện là ở một thời điểm nào đó thì sự hy sinh đã bị mất đi giá trị. Vậy làm thế nào để hy sinh của mẹ mang ý nghĩa tích cực nhất? Và đây cũng chính là chủ đề câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Hãy cùng VTC14 trò chuyện với tiến sĩ Đỗ Thị Vân Anh, chuyên gia xã hội học về vấn đề này. Và được xin được cảm ơn chị Vân Anh đã nhận lời mời tham dự cuộc trao đổi của chúng ta vào buổi sáng ngày hôm nay. Và trước khi bàn vấn đề này thì xin mời chị Vân Anh cũng như là quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây. Nếu mà muốn chữa bệnh thì phải bỏ cái thai. Thì mình không ăn nên mình bảo không ăn được. Mình chết em đi nữa, em không được, em bỏ con. Thì mình nghĩ là bản thân mình được sống là nhờ ơn bố mẹ để cho mình sống. Mình không có cái quyền mình cướp đi cái mạng sống của đứa con đấy. Tuần mang thai là 36 tuần chị Yên và đứa trẻ trong bụng phải vật vã, quằn quại với căn bệnh ung thư, thậm chí là tính mạng của hai mẹ con đều khó lòng giữ được. Không thể ăn bất cứ thứ gì, cũng không thể uống bất cứ một loại thuốc nào trong lúc mang thai. Đứa con trong bụng của chị lúc đó nặng chưa được 1,5 kg. Mình chỉ biết mình cầu nguyện cho mình bảo Chúa cho con ăn, nhưng mà bớt dù là ăn hết chén cháo này, nhưng dù có ói thì cũng ói ít thôi, để bớt lại để còn nuôi cái đứa bé trong bụng của con. Ngày lên bàn mổ cũng là ngày ánh sáng đã khép lại hoàn toàn ở đôi mắt chị. Những hình ảnh trong quá khứ có lẽ chẳng bao giờ tìm lại được trong tương lai. Bao nhiêu lần mình chỉ mong là được một lần trong đời được nhìn thấy con, dù chết cũng được. Mình đã từng nghĩ như thế. Nhưng mà dù cho đến bây giờ dù vẫn chưa được nhìn thấy con như nào, nhưng mà chỉ cần nghe nó gọi mẹ hoặc là khi nó chạy nó chơi nó đùa, mình biết là nó vẫn an toàn, vẫn mạnh khỏe, vẫn vui vẻ, như thế là mình cảm thấy hạnh phúc rồi. Đôi tay thì đã thay thế cho đôi mắt ở những bước gần, nhưng bé Cẩm Tú sẽ là đôi mắt của chị Yên trong tương lai xa hơn. Trời, ông ấy tuy là lấy đi đôi mắt của mình, nhưng mà cho mình một đứa con. Nhiều khi nhiều người cũng nói mình là đấy, bây giờ được đứa con mà mình mất đi đôi mắt đấy. Thì mình chỉ bảo là cháu chỉ đủ một đôi mắt thôi, nhưng mà cháu được cả một đứa con. Nó là cả một mạng sống. Sống thêm được vài năm thì cháu, lúc thì cháu mất đi, cháu cũng sẽ có đứa con để sống thêm vài chục năm. Thì vẫn là lợi hơn mà. Vâng, quả thực là một phóng sự khiến cho tôi hết sức là cảm động. Một phóng sự về một người mẹ sẵn sàng là hy sinh, đánh đổi những cái năm tháng cuộc sống của mình. Chị có thể hy sinh là có thể chấp nhận là chỉ sống thêm vài năm để có được một đứa con, thay vì là sống thêm hàng chục năm nhưng mà không có đứa con. Câu chuyện có lẽ là cũng đã lấy được nước mắt của rất nhiều vị khán giả cũng như là tôi ở trong trường quay lúc này. Và
Chị Vân Anh thân mến, là theo chị thì có phải đã trở thành một cái chân lý rồi là bất kỳ người mẹ nào khi mà đã làm mẹ thì đều sẵn sàng hy sinh, thậm chí là hy sinh cả tính mạng của mình cho đứa con của mình? Tôi thấy là trong những cái mỹ từ mà để tôn vinh cái người phụ nữ thì trong cái xã hội truyền thống ngày xưa người ta đã nhắc đến hai cái từ hy sinh. Cái hy sinh ở đây trong cái xã hội truyền thống thì chúng ta có thấy nói đến là tam tòng tứ đức, tại gia tòng phụ, xuất gia tòng phu, phu tử tòng tử và công dung ngôn hạnh. Tất cả những cái điều đó cũng chỉ là những đức tính cao đẹp trong cái giá trị truyền thống để người phụ nữ phục vụ cho chồng mình và cho con mình. Thế thì trong cái phóng sự vừa rồi thì tôi thấy rõ ràng là người mẹ nào cũng thế, với một cái tình nghĩa tử và một cái bản năng là sinh con thì người phụ nữ bao giờ cũng có một cái sợi dây tình cảm và một cái dòng máu huyết thống để người ta luôn luôn có những cái bổn phận và cái chức năng để làm mẹ của mình. Vâng, có nhiều ý kiến cho rằng là không phải là chỉ chờ đến cái lúc mà làm mẹ đâu, mà ngay từ khi sinh ra người phụ nữ, bản thân người phụ nữ đã luôn luôn mang cái tính hy sinh ở trong người. Ví dụ như là nếu như mà trong nhà có hai anh em trai chẳng hạn thì cái việc tranh giành sẽ diễn ra thường xuyên hơn. Còn nếu mà có chị gái và em trai thì chắc chắn là chị gái lại thường nhường nhịn em trai nhiều hơn. Và nhiều người cho rằng là phụ nữ nhiều khi là sinh ra thì đã mang trong mình cái sự hy sinh rồi. Cái đấy cũng đúng, chị nói cũng đúng. Chắc là người phụ nữ chúng ta có quá nhiều những cái đức tính để cao đẹp. Và tôi nghĩ rằng là cái sự hy sinh của người phụ nữ này chắc chắn là sẽ rất là có giá trị. Bởi vì là như vậy họ cũng không nghĩ đến cái sự thiệt thòi của mình, mà chỉ làm sao là thể hiện được tình yêu thương và sự chân thành và tình cảm của mình dành cho người khác. Vâng, tôi nghĩ rằng là sự hy sinh là trong xã hội xưa thì sự hy sinh luôn luôn được đề cao. Tuy nhiên là ngày nay thì sự hy sinh của phụ nữ còn được xem là có giá trị to lớn, đáng trân trọng như vậy nơi không thưa chị? Thực ra hai cách hy sinh thì nó cũng không có gì khác nhau cả. Nhưng mà trong cái xã hội hiện đại bây giờ thì cái sự biểu hiện cũng hơi khác đi một chút. Người phụ nữ trong cái xã hội truyền thống là họ phải đưa vào một cái guồng quay của một cái xã hội phức tạp. Nếu như ngày xưa đơn giản chỉ việc chăm sóc gia đình và người ta làm những công việc trong gia đình thôi, thì phụ nữ bây giờ người ta đã phải bươn ra, trải ra ngoài xã hội. Và với một cái xã hội như thế thì họ phải cố gắng dành nhiều thời gian hơn, thêm những công việc như là cơ quan nhà nước còn có thêm danh hiệu là giỏi việc nước đảm việc nhà. Nhưng tôi nghĩ là một cái giá trị rất là quan trọng đối với người phụ nữ hiện đại bây giờ, đó là không phải chỉ gìn giữ một cái hạnh phúc và cái sự hòa hợp với người chồng, mà và vấn đề giáo dục và nuôi dạy con cái. Trong một cái xã hội mới, chúng ta thấy rằng nuôi dạy một người con để trưởng thành thành đạt, trở thành công dân có ích trong xã hội thì không phải là người phụ nữ nào và người mẹ nào cũng làm được, bởi vì nó quá nhiều những cái vấn đề phức tạp xảy ra và đôi khi những cái sự hy sinh quá lớn lao của người mẹ cũng không mang lại được cái giá trị mà họ mong muốn. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng là cái quan trọng nhất là chúng ta phải hướng tới một cái việc là dạy cho con mình trở thành một công dân có ích trong xã hội, cũng như là phải hiểu được cái trách nhiệm trong xã hội của mình. Vâng, trách nhiệm với con cái, trách nhiệm của con cái đối với bố mẹ là một điều mà chúng ta không còn phải bàn cãi nữa. Vì theo lẽ thông thường, muôn thuở, đó là chuyện hoàn toàn dĩ nhiên. Vì con cái thì là do bố mẹ sinh ra chăm sóc và nuôi dưỡng. Nhưng mà trong xã hội ngày nay muôn hình vạn trạng, vào thời điểm này thì có một số những đứa con có thể nói là hư hỏng đã quay lại và nói rằng không cần đến cái sự hy sinh của mẹ như vậy. Có nên, vậy thì nếu là những người mẹ như vậy thì có nên tiếp tục hy sinh hay là nên buông bỏ hoàn toàn thưa chị? Các cụ đã nói rồi, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, mà con cái là nợ đồng lần. Đối với người phụ nào, nữ nào cũng thế, mặc dù không biết là giá trị của mình đạt đưa ra có đạt được mục đích hay không, nhưng dù sao họ vẫn cứ đắm đuối như là người cá chuối nuôi con ấy. Thì tôi nghĩ rằng cái sự hy sinh đó không phải là không có giá trị. Rồi đến một lúc nào đó, những người con đó đến một độ tuổi trưởng thành, người ta sẽ hiểu được những cái sự hy sinh của người mẹ như thế nào. Và cũng không nên quá du ngủ người phụ nữ ở những cái việc là cứ phải hy sinh này nọ kia. Chính cái giá trị mà họ đạt được ở đây phải là sao đạt được cái mục đích là đưa người con của mình trở thành một người mà có sự hiểu biết và có những cái suy nghĩ thật chín chắn trong cái xã hội sau này. Vậy như vậy là nói một cách nôm na là hy sinh thì cũng cần phải biết cách hy sinh cho đúng, đúng không ạ? Tất nhiên là xã hội thời đại nào thì cũng không hề phủ nhận cái sự hy sinh của phụ nữ. Nhưng mà trong thời kỳ hiện đại ngày nay thì theo tiến sĩ Vân Anh thì cái sự hy sinh có cần thêm đảm bảo những cái điều kiện nguyên tắc nào nữa hay không? Thêm chị ạ. Thêm rất là nhiều, bởi vì bây giờ là người phụ nữ sẽ phải thể hiện mình hơn ở ngoài xã hội, chị sẽ phải tham gia những hoạt động ở bên ngoài chứ không phải đơn giản là cơm dẻo canh ngọt ở trong gia đình. Và đấy đã là một cái việc mà làm cho người phụ nữ sẽ rất là vất vả, thêm nhiều những vai trò nữa. Thế thì bên cạnh đó thì người ta phải lựa chọn được những cái gì là giá trị tốt, phù hợp với bản thân gia đình mình. Không nên lắp đặt quá nhiều những cái việc mà người khác làm được mà bắt gia đình mình phải làm như thế. Mình phải hiểu được thành viên trong gia đình mình như thế nào để tìm được một cái hướng đi đúng đắn.
Tôi nghĩ rằng là người phụ nữ trong xã hội hiện đại bây giờ sẽ vất vả và khó khăn hơn rất nhiều để lựa chọn được cái gì là giá trị đích thực nhất cho chính gia đình của mình. Vâng, như vậy là người phụ nữ trong xã hội hiện đại bây giờ nếu muốn là cái sự hy sinh của mình không uổng phí cũng như là được ghi nhận, được trân trọng đúng mức thì cũng cần phải biết hy sinh một cách thông minh, đúng không ạ? Vâng, xin được cảm ơn chị Vân Anh về những chia sẻ rất có ý nghĩa với khán giả của VTC14 trong ngày hôm nay, ngày của mẹ. Có thể thấy là sự hy sinh của một người mẹ chỉ thực sự có ý nghĩa tích cực, và là người mẹ, một người phụ nữ với thiên chức là hy sinh nhưng phải có tầm nhìn và quyết định sáng suốt để không phải chịu thiệt thòi. Thưa quý vị, có một bộ tranh mang tên là Đã Từng Hiện Tại vừa xuất hiện ở trên mạng và đã đang khiến cho không ít chúng ta phải chăn trở vì thấy được sự khác biệt quá lớn của chính mình khi còn trẻ thơ quấn quýt bên mẹ và sự vô tâm khi mà ta đã lớn. Bộ tranh do một nhóm các bạn trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhân ngày của mẹ hôm nay. Bạn đã từng đi đâu cũng muốn theo mẹ. Bây giờ, vì mải vui với bạn bè, bạn đã bao lần quên mẹ đang mòn mỏi chờ cơm. Bạn đã từng bệnh nặng và được mẹ chăm sóc ngày đêm. Bây giờ, vì một bữa tiệc với bạn bè, bạn có nhớ mẹ mình đang bệnh. Những phác họa hình ảnh tưởng chừng rất đơn giản như một mẩu truyện tranh, nhưng thông điệp mà nó mang đến lại đang khiến cho rất nhiều người trong chúng ta phải day dứt, xúc động. Nhiều khi là mẹ nhắn tin hỏi đi về chưa, hay là ăn cơm chưa, nhưng mà quá nhiều việc xung quanh là mình quên trả lời mẹ. Và khi mà xem bộ ảnh này thì giống như tôi cảm thấy là tôi đang chợt thức tỉnh, là mình đã quên quá nhiều thứ, chỉ muốn chạy một mạch 130 cây số để về quê mình và gặp lại thăm mẹ mình. Nét vẽ giản đơn, màu sắc tươi trẻ, nội dung dễ hiểu, mỗi một bức tranh như cho ta thấy có lấp ló hình ảnh chính ta ở đó. Dù luôn nói mình yêu thương mẹ, nhưng liệu ta đã đủ tinh tế để nhận ra những lo lắng và mong muốn nơi mẹ? Ước muốn là chỉ mong là được rước để đón mẹ lên ở chung. Muốn một ngày nào đó mình có thể báo hiếu được cái khoảng thời gian mà được mẹ nuôi nấng, được mẹ chăm sóc. Một cái điều rất là buồn đó là năm nay thì Trinh cũng không có thể nào mà thể hiện cái tình yêu thương của Trinh với mẹ được, bởi vì mẹ Trinh cũng mất cách đây 6 năm rồi. Và cái điều mà làm cho Trinh cảm thấy là tốt nhất bây giờ có thể làm đó là trở thành một người thật là thành đạt và thật là mạnh mẽ và tự lập trong cái cuộc đời của mình và chăm sóc cho ba và gia đình thật là tốt. Nếu mà còn thời gian thì và nếu mà nói chung là cái gì cũng được, ra ngoài làm chơi và cũng được, cố gắng bữa ăn gia đình bên mẹ thì ráng về ăn cơm với mẹ, đừng để mẹ chờ. Tình yêu thương dành cho mẹ, dành cho những bậc sinh thành, đôi khi chỉ cần là những hành động giản đơn như thế. Đừng để mẹ chờ. Còn trở lại với một đề tài cũ trong dự án điện ảnh mới nhất có tên là Mommy, Xavier Dolan, cậu bé thần đồng sinh năm 1989 của điện ảnh Canada, tiếp tục khiến khán giả phải choáng ngợp với câu chuyện cảm động về tình mẫu tử. Sau thành công của I Care My Mother năm 2009, Mommy là bộ phim thứ hai trong vòng 5 năm mà Xavier Dolan làm để tôn vinh người mẹ. Đó là thách thức của chàng trai 26 tuổi, không chỉ bởi anh bước lên bục vinh quang quá sớm, mà còn là làm sao để bước qua cái bóng của chính mình trên con đường nghệ thuật. Cuộc đời như thế đó, mẹ thì càng ngày càng thương đứa con của mình, chỉ có con đến lúc sẽ bớt yêu mẹ hơn thôi. Đó chính là thông điệp chân thực trong tác phẩm Mommy của đạo diễn người Canada 25 tuổi. Bộ phim lần này của Xavier Dolan kể về bà mẹ Diane, góa chồng, sống cùng với cậu con trai Steve, mắc chứng bệnh tăng động. Steve do thiếu sự dạy dỗ từ người cha và chịu ảnh hưởng từ lối sống buông thả của người mẹ, nên phát triển tự nhiên như một gốc cây hoang dại Susie. Cậu sống bản năng và ngông cuồng. Hai mẹ con như những phân tử rời tự do, không nơi nương tựa giữa không trung. May mắn gặp được Kayla như một điểm tựa cân bằng, kéo họ trở lại mặt đất. Bộ phim là câu chuyện ba người và những lát cắt nửa thực nửa mơ qua lăng kính trong vắt của Xavier Dolan khi nhìn về tình mẫu tử thiêng liêng. Mommy vừa giống như một chương nào đó trong cuốn hồi ký của Xavier Dolan về mẹ, vừa giống như một phần cuộc đời mà ai trong chúng ta cũng từng trải qua bên mỗi người mẹ vào tuổi trưởng thành.
Ở đó có biết bao giọt nước mắt, những giận hờn, hy sinh, lòng ghen tuông, ích kỷ của một tình yêu là một, là riêng, là duy nhất. Ở đó cũng có cả những lời xin lỗi muộn màng, những lời thủ thỉ. Vâng, và thưa quý vị, nhân ngày 10 tháng 5, ngày của mẹ, ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5 này, thì tôi, những người làm chương trình cũng xin được chúc cho những bà mẹ sẽ luôn có một sức khỏe thật tốt, bởi vì những người mẹ mà có sức khỏe tốt thì mới chăm sóc được sức khỏe cho cả gia đình. Và cũng xin chúc những người mẹ sẽ luôn hạnh phúc, vì người mẹ có hạnh phúc thì gia đình mới hạnh phúc. Và đối với những ai hiện nay vẫn đang còn mẹ thì chúng ta hãy dành thời gian cho mẹ vào ngày hôm nay, có thể là không cần phải là những lời chúc quá là văn vẻ hay là những cái món quà đắt tiền, mà chúng ta chỉ cần dành thời gian về bên mẹ mình trong một ngày ý nghĩa như là ngày hôm nay.